Quý vị đang theo dõi điểm tin nhanh của tạp chí Tiết thị và Gia đình. Sapa, lọt top 10 điểm đến ngắm tuyết hấp dẫn ở châu Á. Mới đây, chuyên trang du lịch nổi tiếng The Travel của Canada đã đề xuất Việt Nam là một trong 10 điểm đến hấp dẫn có tuyết rơi ở châu Á. Theo The Travel, Nepal là điểm đến ngắm tuyết hàng đầu ở châu Á, do đây là nơi có đỉnh Everest nổi tiếng tuy nhiên không phải ai cũng biết trung đông và đông nam á cũng có tuyết và du khách ưa khí hậu lạnh giá hay bằng tuyết sẽ không thất vọng khi đến đây thị trấn sapa nằm ở phía tây bắc của việt nam chính là một trong những điểm đến như vậy sapa được biết đến với những dãy núi trùng điệp những thung lũng rộng lớn được bao phủ bởi màu xanh mướt thế nhưng vào mùa đông thị trấn khoác lên mình một chiếc áo lông màu trắng tinh khôi mang đến sức hấp dẫn đặc biệt thu hút những tín đồ du lịch đặt chân ghé thăm, tận hưởng không khí trong lành cùng với những chuyến đi bộ thư giãn trên đỉnh núi Fansipan hay núi Hàm Rồng. The Travel khẳng định Sapa, xứ sở sương mù của Việt Nam là một điểm đến cực kỳ lý tưởng cho dịp mùa đông. Còn gì tuyệt vời hơn khi được ngắm nhìn khung cảnh tuyết trắng rơi ngập trời tại mảnh đất hình chữ S xinh đẹp này? Phong cảnh thiên nhiên của Sapa được kết hợp với sức sáng tạo của con người Cùng với địa hình của núi đồi, màu xanh của rừng, những bức tranh có sự sắp xếp theo một bố cục hài hòa, tạo nên một vùng có nhiều cảnh sắc thơ mộng và hấp dẫn. Đến với Sapa mùa lạnh, du khách sẽ có cơ may được ngắm tuyết rơi, đẹp như châu Âu trong sương mù, tạo nên phong cảnh tuyệt mỹ như tranh thủy mặc.